Chương 3796 Tham dò Theo lý mà nói, Trương Nhược Trần Hẳn nên đem ngư tịnh trinh giao cho trì giao. Hoặc là Bạch Khanh Nhi, một cái là mối thù giết con, một cái là mối hận diệt tộc. Nhưng, Trương Nhược Trần lại nghĩ khác, trì côn lôn gặp tai kiếp tại không gian thần điện, không chỉ do ngư tịnh trinh, mà chính hắn cũng có trách nhiệm, mà chủ mưu cuối cùng, chính là 72 phẩm liên. Giữa Trương Nhược Trần và Ngư Tịnh Trinh cũng không có ân oán nào, nhưng 72 phẩm liên ở phía sau Ngư Tịnh Trinh, đối với côn lôn giới, đặc biệt là Trương gia, hận ý có thể nói là không đội trời chung. Vô luận nói như thế nào, là người mạnh nhất hiện nay của nghịch thần tộc, ngày xưa từng là hảo hữu với Ngư Tịnh Trinh, lão tử quỷ có quyền biết chân tướng, cũng là người có tư cách nhất đòi lại món nợ từ Ngư Tịnh Trinh. Trương Nhược Trần sau khi cân nhắc, liền tiến vào Đế Trần cung trong thần cảnh thế giới. Đế Trần Cung là dùng tà hoàng địa cung xây dựng lại, sau khi kết hợp với đế phù, có thể vừa công vừa thủ. 12 thạch nhân đã từng canh giữ ở mộ phần của Thiên Tôn, liền được an trí ở trong Đế Trần Cung. Sau khi đối kháng với công kích của quỷ dị tà mục, 12 thạch nhân một lần nữa trở nên tĩnh mịch, không nhúc nhích, nhưng khí thế trên người bọn chúng lại không giống với lúc trước, thạch nhân cao mấy ngàn trượng, lộ ra uy nghiêm dị thường, thanh đồng chiến binh trong tay cũng tỏa ra khí tức như thần khí, khiến Trương Nhược Trần hết sức kinh ngạc, trên làn da của bọn chúng xuất hiện chút vết rách nhỏ, trong vết rách có 12 loại lực lượng khí tức không giống nhau, toát ra từ trên người của bọn chúng, hư thiên suy đoán cũng có đạo lý, không phải hắn sinh ra ảo giác, lực lượng của 12 thạch nhân này chính là có nguồn gốc từ thái cổ thập nhị tộc trong Hắc Ám Chi Uyên. Các ngươi đến cùng là ai? Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm nhưng phá vỡ lớp da của bọn họ cân nhắc đợi hết thảy hết thảy mọi chuyện đều kết thúc. Liền đi đến hắc ám chi uyên một lần, đem tất cả khúc mắc giải khai, đồng thời, cũng muốn đem ma ni châu giao cho nộ thiên thần tôn. Hóa giải khô từ tuyệt, sở dĩ, không nói cho hư thiên, chính là bởi vì, 12 thạch nhân khẳng định liên quan đến bất động minh vương đại tôn. Trước khi không có biết rõ ràng, những nguyên nhân mà đại tôn đã bố trí trước đó, Trương Nhược Trần không muốn đem bí mật về 12 thạch nhân lộ ra ngoài. Trương Nhược Trần mặc một bộ nho sa màu xanh, đi ra xuân vũ phù các, nhìn mưa phùn mờ mịt trên mặt biển, nhanh như vậy liền xuất quan sao, một hương thơm nhàn nhạt toát ra, vô nguyệt uyển chuyển đi tới. Trương Nhược Trần nói, Diêm La Tộc trước đó đưa tới đại lượng bảo dược chữa thương, thậm chí có một gốc thần dược, dùng địa đình, đem không gian thần điện vị kỳ thái thượng kia, tăng thêm những bảo dược này, luyện thành một lò tinh thần lực đại đan, sau khi sử dụng tinh thần lực đã trở nên vững chắc tu vi đạt tới cảnh giới hiện tại dù là thân thể cùng thần hồn bị đánh nát cũng có thể cấp tốc một lần nữa ngưng tủ sẽ không dễ dàng bị thương một khi bị thụ thương cũng không thể chữa trị trong thời gian ngắn tiếp tục bế quan đã không có ý nghĩa bây giờ thời buổi rối loạn không có nhiều thời gian để tĩnh tâm tu luyện như vậy vô nguyệt nói cũng tốt đang có mấy chuyện đại sự muốn nói cho phu quân là đỗng là đã chạy trốn Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: "Việc này ta đã biết, xuất thủ là 72 phẩm liên, nàng mang đi tu la chiến hồn hải cũng liền tương đương chặt đứt mệnh môn của tu la tộc. Làm người đại diện cho Hạ Tam tộc, Thiên Mẫu tự sẽ xử lý, không cần chúng ta quan tâm." Yêu thần giới truyền đến tin tức, Trọng Minh lão tổ đem yêu tổ tàn hồn tiếp dẫn trở về, Vô Nguyệt nói: "Nha, chỗ tinh vực của yêu thần giới, khoảng cách quá xa so với Diêm La Thiên Ngoại Thiên." trương nhược trần lại không có suy tính các loại tình huống tinh thần lực xúc giác không có vươn xa như vậy trương nhược trần nói yêu tổ lĩnh xuất thế vốn là ý nghĩa bất phàm yêu tổ tàn hồn trở về đợi một thời gian nhất định trở thành một cực trong vũ trụ ta rất hiếu kỳ trọng minh lão tổ thọ nguyên không nhiều áp lực phá cảnh đối với hắn hẳn là rất trọng yếu mới đúng đem yêu tổ tàn hồn đón về đối với hắn có ích lợi gì chứ Diêm La Thái Thượng vì phá cảnh tinh thần lực, vì muốn vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, thế nhưng là ngay cả thân tử đều hy sinh. Vô Nguyệt nói, phu quân là hoài nghi, trọng minh lão tổ là đi con đường mà tứ dương thiên quân đã đi lúc trước. Phệ tổ lấy tự dưỡng, Trương Nhược Trần nói, chỉ cần trọng minh lão tổ hoặc là yêu tổ, không phải người của trường sinh bất tử giả, tạm thời cũng là không cần để ý tới. Lại nói, những đỉnh tiêm chư thiên của thiên đình tự sẽ nghĩ biện pháp tra ra việc này. Trương Nhược Trần cùng Trọng Minh lão tổ tự nhiên là có ân oán. Lúc trước, Trương Nhược Trần, Tỉnh đạo nhân, Hư Thiên, Phượng Thiên, Từ Thiên Hà rời đi Thiên Đình thời điểm, liền bị Trọng Minh lão tổ tập kích. Nếu nói Trọng Minh lão tổ chỉ là vì muốn giết Hư Thiên cùng Phượng Thiên, Trương Nhược Trần là tuyệt đối không tin, bởi vì trước đó, Trương Nhược Trần luyện giết trận Diệt cung cung chủ Nhan Vô Khuyết. Mà Nhan Vô Khuyết cùng trận Diệt cung đại biểu, chính là lợi ích của trọng minh lão tổ, cũng là thế lực trọng yếu nhất mà trọng minh lão tổ bố trí tại thiên đình. Trương Nhược Trần làm hạo thiên đao, mới giết nhan vô khuyết, trợ giúp thiên cung cướp đoạt quyền trưởng khống của trận diệt cung. Nói cách khác, đây là ván cờ giữa hạo thiên cùng trọng minh lão tổ. Hạo thiên đã đạt tới bán tổ chi cảnh, lẽ ra chấn được trọng minh lão tổ mới đúng, nhưng Trương Nhược Trần cũng không yên tâm, không muốn tiếp tục làm quân cờ dự định tự mình hạ xuống một nước cờ, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ xảy ra. Huyền vũ thần tổ, trương nhược trần truyền âm ra ngoài, lập tức hắn hỏi, thiên đình vũ trụ bên kia có truyền đến tin tức gì không? Bối hy có thể đã vẫn lạc sao? Vô Nguyệt nói, bối hy hẳn là đã bị bắt, bàn nguyên cổ thần tự mình tọa chấn thiên cung, không có trở về bàn cổ giới, bởi vậy có thể thấy được, tất có đại sự không thể coi thường, cần hắn tự mình chấn áp, có chuyện gì? so bàn cổ giới còn trọng yếu hơn. Trương Nhược Trần tán đồng phân tích của Vô Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nếu thật Bối Hy đã bị bắt, trận chiến này cũng là xem như thắng thảm. Hắc ám quỷ dị xuất thế, làm rối loạn hết thảy. Không phải vậy, hẳn là có thể có càng lớn chiến quả. Cốt Diêm La cùng Diêm Quân bại lộ, kỳ thật cũng coi là trọng đại chiến quả, có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Huyền Vũ thần tổ lơ lửng trong đáy biển." thần khu như sơn nhạc, đầu như sư hổ, cất tiếng nói, đế trần có gì phân phó, thần khí này trả ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra một cái thần lô, ném ra ngoài, thần khí bị mất được nhận lại. Huyền vũ thần tổ trong lòng hơi dung nói, đế trần tri ân, lão hủ ghi khắc trong lòng. Sau này, đế trần quân giá lâm yêu tổ giới, chính là khách nhân tôn quý nhất của toàn bộ huyền vũ tộc. Đế trần người mang các loại thần khí dị bảo nghĩ đến dù lão hủ xuất ra bất kỳ vật gì hồi báo. Đều khó mà để vào pháp nhãn của ngài. Chỉ một câu, sau này, đế trần có phân phó gì? Lão hủ tất sông pha khói lửa. Trương Nhược Trần nói, thần tổ không cần khách sáo như vậy. Chúng ta cùng nhau đối kháng lượng kiếp, hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau. Là chuyện đương nhiên, bất quá, đế trần có lời gì? Cứ nói đừng ngại, huyền vũ thần tổ nói. Trương Nhược Trần nói ta cùng trọng minh lão tổ của quý giới có chút khúc mắc mà bây giờ lão tổ đã đem yêu tổ tiếp dẫn trở về tương lai nhất định thế ngày càng lớn mạnh người mời ta đi yêu tộc giới ta chỉ sợ là không đi được có một số việc không cần nói đến quá rõ huyền vũ thần tổ tự sẽ lý giải huyền vũ thần tổ nói đế trần yên tâm mọi người đều là đồng đạo không có khả năng làm ra sự tình tàn sát lẫn nhau huyền vũ thần tổ cũng không dám khẳng định nhưng lại hứa hẹn, nếu như trọng minh lão tổ thật muốn đối phó Trương Nhược Trần. Hắn sẽ sớm âm thầm thông báo, yêu tổ chính là từ xưa đến nay, một trong những thủy tổ mạnh nhất. Nổi danh cùng với Hoàng Tiền Đại Đế, Diêm La, Mộ Dung Thái Lai, và Mệnh Tổ, mà yêu tổ lĩnh, chính là trong truyền thuyết, yêu tổ lưu lại thủy tổ giới. Hai cái này lần lượt xuất thế, Trương Nhược Trần có thể nào không coi trọng. Sau khi giúp huyền vũ thần tổ một lần nữa rút ra hắc khí quỷ dị trương nhược trần cùng vô nguyệt đi vào thiên tôn điện diêm quân tuy bị trấn áp nhưng thủy trung là một cái đại uy hiếp một khi để hắn thoát khốn hậu quả khó mà lường được đại nhạc chân nhân bạch vân thần tổ còn có bốn tôn diêm la tộc vô lượng khác một mực canh giữ ở dưới nhân tổ kỳ không dám rời đi nửa bước sau khi trương nhược trần đến bọn hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhào nhào tiến lên hành lễ tinh thần lực thiên viên vô khuyết đã đầy đủ để tất cả bọn hắn ngưỡng mộ cùng kính sợ. Thần tổ thể nội hắc khí quỷ dị, còn lại khoảng ba phần. Sau khi rút ra ba phần này, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Trương Nhược Trần nói, Bạch Vân thần tổ lần nữa nói tạ ơn. Nói, trước mắt xử trí Diêm Quân như thế nào mới là việc trọng yếu nhất. Diêm Quân Tu Vi mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng, cảnh giới đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. chí ít cũng phải là bất diệt đỉnh phong tồn tại mới có thể phá đạo, đem hắn ma diệt luyện giết. Đại nhạc chân nhân nói, nếu như dùng năm thành diêm la thiên đạo áo nghĩa, bất diệt trung kỳ hẳn là cũng có thể làm đến. Nhưng, chỉ ít cũng cần vài vạn năm thời gian. Trương Nhược Trần từng bước một đi đến trước nhân tổ kỳ. Diêm quân tuy bị phong ấn cùng chân áp, nhưng trên mặt biểu hiện thong dong, cười nói, đương thời bán tổ, cũng không thể nào là hắc ám quỷ dị đối thủ, một khi bọn hắn bại phụ thần nhất định sẽ giáng lâm diêm la thiên ngoại thiên. Đến lúc đó, người thứ nhất chết, chính là ngươi, Trương Nhược Trần nói, ngươi là nghĩ như vậy sao? Nhưng, cốt diêm la hiển nhiên càng e ngại đương thời bán tổ một chút. Cho nên hắn đến bây giờ cũng không dám hiện thân, không dám, diêm quân hừ lạnh, Trương Nhược Trần nói, chính là không dám, bởi vì, bối hy đã bị tóm. Cái này đủ để chứng minh chiến lực của bọn hắn cùng đương thời bán tổ tranh lệch. Hạo Thiên cùng Thiên Mỗ đều là kinh tài tuyệt diễm, tâm trí tuyệt đỉnh, đặt ở trong dòng sông lịch sử, cũng tuyệt không thua bất luận vị thủy tổ nào. Ta nghĩ, chân chính thủy tổ không xuất thế, không có bất kỳ người nào là đối thủ của bọn hắn. Trả lời ta mấy vấn đề, người có lẽ có thể thụ một ít tra tấn. Diêm quân cười lạnh, làm ma đạo chi quân. Người cảm thấy, tinh thần ý chí có yếu ớt như vậy sao? Cái gì tra tấn, có thể làm gì được ta? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói ta sẽ đem trên người ngươi huyết nhục, từng khối từng khối cắt bỏ, dùng địa đình, luyện chế thành bản nguyên thần đan, cho đến khi nào cắt xong mới thôi, chờ huyết nhục trên người ngươi một lần nữa sinh ra, tiếp tục cắt, tiếp tục luyện, ta ngược lại muốn xem xem, chờ huyết khí cùng bất diệt vật chất đại lượng sói mòn về sau. Tu vi cảnh giới phải chăng còn giữ được, thần khí bình thường, luyện không được bất diệt đỉnh phong, nhưng địa đỉnh lại có thể, diêm quân ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống đối mặt cùng trương nhược trần nói ngươi muốn hỏi cái gì trương nhược trần nói hai vấn đề cái thứ nhất yểm địa bị cốt diêm la mang đến chỗ nào trước mắt trương nhược trần để ý nhất chính là hướng đi của yểm địa bởi vì diêm vô thần cùng ly hận thiên diêm thị quan hệ mật thiết người sau lưng của hắn rất có thể là cốt diêm la mà chỉ côn lôn lại cùng với diêm vô thần điều này khiến trương nhược trần phi thường lo lắng trương nhược trần thậm chí giả thiết qua nếu là cốt diêm la và diêm vô thần dùng trì côn lôn đến trao đổi diêm quân hắn sẽ làm lựa chọn như thế nào cốt diêm la tuy là phụ thần tàn hồn đoạt xá thể nhưng hắn nếu đem yểm địa mang đi tự nhiên cũng sẽ chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ không có khả năng để bất luận kẻ nào tìm tới diêm quân câu trả lời này để trương nhược trần nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ diêm vô thần lại không phải người của cốt diêm la vừa rồi trương nhược trần hỏi như vậy nhưng thật ra là có ý thăm dò như diêm vô thần là người của cốt diêm la diêm quân hẳn phải biết chỉ côn lôn ở trong tay cốt diêm la mới đúng như thế hắn đối mặt trương nhược trần liền có thể không có sợ hãi diêm vô thần khẳng định cùng ly hận thiên diêm thị quan hệ chặt chẽ đây là không thể nghi ngờ chẳng lẽ phía sau diêm vô thần là minh tổ trương nhược trần lập tức hỏi ra vấn đề thứ hai phía sau ngươi cùng cốt diêm la có phải là minh tổ cũng hoặc là nói là hiên viên huyền đế hắc khải già diệp thủy tổ mười vạn năm trước tiểu lượng kiếp phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên trở về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tiệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ. Hết chương 3796 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.